Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Và chúng ta quay trở lại với một tập Shirt and Shoot mới. Và đặc biệt tập Shirt and Shoot này, Jason sẽ không đi lang thang ở trong thành phố. Thì chuyện là thế này, hôm nay trên đường đi làm về cùng với Tân thì Tân có nói với Jason là lâu quá rồi tao không có hình để mà đăng lên trên Instagram của Tân nữa. Anh hai chụp Tân vài tấm đi, sẵn tiện ở trên xe có máy đầy đủ hết. Jason đã quyết định là tấp vào cái xăng làm vài tấm ảnh portrait cho Tân với style là đổ xăng. Anyway thì Jason cũng lấy một cái GoPro để mà quay lại BTS dạng POV để mà chia sẻ với các bạn. Và chúng ta lại có một tập mới của Shirt and Shoot vậy thôi. Trước tiên là chúng ta phải tấp vào cái xăng trước đã. Và xe của Jason cũng đã hết xăng rồi cho nên chúng ta cũng sẽ đổ xăng luôn. Bởi vì cái video này nó ngắn gọn, xúc tích cho nên Jason sẽ không cắt và Jason sẽ để video chạy từ đầu tới cuối luôn. Cho nên các bạn sẽ thấy được nhiều khoảnh khắc nó hơi lung tung một chút xíu. Alright, let's go. Ủa không áo khác hả? Còn mặt trời rồi kìa. Tân đứng dự ở đây. Để chút luôn, mặc quần xà lỏn không đẹp nha. Chụp nét quần xà lỏn nè. Ừ. Cho cái đèn xe lên nó đẹp. Rồi. Đẹp. Ok, rồi. Cho hai một trống đứng nóng vô này. Đứng nhìn vô cái đó, nhìn vô đó. Để trước. Ok. Để con lên đây. Giờ bộ cạp cái cây kia đút vô để đổ xăng. Đúng rồi đã. Ờ đúng rồi. Khoan kìa cái nè. Đẹp dữ nha. Rồi giữ cái nè.
ăn cái ngày bữa nè, đứng cái ngày nhìn lại xem. Đứng sát vô đây, sát vô hai chút rồi. Mở cửa ra đứng sát vô chút nữa. Ừ, đúng rồi. Đừng kẻ mũi. Nhanh nha. Dùng mặt bên đây coi. Đẹp, dữ nha, đội góp. Mở cái điện thoại để gần gần vô mặt chút. Không, mở cái đèn này lên đi con. Đụng cái đèn này nè. Cái giữa. Ừ. Mở cái sinh group đây. Mở cái sinh group đây. Cái nút ở trên đây nè.
quả hết ra luôn. Ừ, cho nó có ánh sáng vô. Đúng rồi, đẹp. Giữ, để cái nút đó luôn. Ừ. Tắt cái đèn kia hả? Mở cái đèn kia lên coi. Ừ. Giữ. Đẹp quá nha, giữ nè. Rồi, cho trống cốt đao. Nước mặt lên gì luôn, đẹp, giữ. Bỏ cái tay đặt lên trên đây nè Tâm. Ừ, đúng rồi. Xịt qua đây chút. Xịt qua phải chút. Ừ. Nhắm mắt lại. Đẹp quá, giữ. Giữ cho. Rồi, ok Rin. Trên hai trống này nữa đi. Trong bước xuống xe. Ừ, chụp nguyên chiếc xe để cho nó bước. Ừ, đúng rồi, đưa cái đầu ra thôi. Để cái tay cho. Cái tay nào có. Để cái tay này lên đây. Ừ, đúng rồi. Nhích ra người ra luôn, nhích người ra trước không? Ừ, đúng rồi, giữ. Đẹp. Giữ nha, giữ nha. Rồi giữ cái gì cho hai. Bước chân xuống luôn, bước chân xuống luôn. Nhóm nửa người ra luôn. Giống như gần đi ra rồi á. Ừ đúng rồi. Nhìn mặt quá. Ơi, cái gì vậy? Giữ nha, đẹp. Rồi bước ra luôn nè. Bước ra luôn. Cái buổi chụp của chúng ta đến đây là hết. Và hy vọng là các bạn enjoy những cái tấm ảnh mà Jason mới vừa chụp. Và chúc mừng Tân là có thêm vài tấm ảnh mới để mà đăng lên trên Instagram. Instagram của Tân ở trong phần description. Các bạn chưa theo dõi thì ấn follow nha. Alright, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cũng thấy hay, ấn like bên dưới. Đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh để theo dõi những tập shoot and shoot tiếp theo nha. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace.